coi bàn tay xa rời lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương ôi vẫn vương trên môi mắt anh mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ màu xin hãy con mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai em nhưng người vẫn mưa mãi rồi làm mất lẻ loi bần thanh xa xưa lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương đôi phương vương trên mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ màu xin hãy cùng mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy một đêm nằm ngủ cùng tay và sưởi ấm đôi vai em nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lắm. Yêu anh, điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồn, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình sẽ không tin vào sự thật. lẻ loi băn khoăn xa xưa lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương ôi vương trên môi mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ loi xin hãy quên mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người chung tay và sưởi ấm đôi vai em nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình sẽ không tới lúc mình lại sợ thật. Tình như một người mà người đã luôn quên đi đáng sợ với sợ lưng nữa. Cái đáng sợ nhất em lẻ loi bàn tay xa rời lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương ôi vương trên môi mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ loi xin hãy quên mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai em nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lệch không yên, lẻ loi bàn thanh sáng sương lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương đôi phương vương trên môi mùa đông ơi. Ngoài kia người tôi yêu lẽ mong xin hãy cùng mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người cùng tay và sưởi ấm đôi vai em nhưng người vẫn mưa mãi rồi làm mất lắm. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng nhiệt hồn, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình tiếp tục tấn công lại sự thật. Nhưng mà cân nhắc nhất cái tin nhầm đó. Sợ nhất là mình tin vào một người mà người đó luôn có những việc đáng sợ với sau lưng họ. Vậy lại không yên, lẻ loi băn khoăn xa xôi, lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương môi phương vương trên môi mùa đông ơi. Ngoài kia người tôi yêu lẽ màu, xin hãy quên mình, đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Một đêm nằm ngủ trong tay và sưởi ấm đôi vai em, nhưng người vẫn mưa mãi rơi lạc mất lắm. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồn, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối, sợ nhất là mình sẽ không được là sợ thật. Tình như một người, mọi người đã luôn quên biết đáng sợ với sợ lưng nữa. lại không em lẻ loi bàn tay sáng sớm lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương đôi phương vương trên môi mắt anh mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ lòng xin hãy quên mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người cùng tay và sưởi ấm đôi vai anh nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lắm. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình đã không thật lòng với lại sự thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lệch không yên, lẻ loi bằng thanh xa xưa lạc mất nhau. Từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương hồi vương trên môi mắt anh. Mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ lòng, xin hãy quên mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người cùng tay và sưởi ấm đôi vai anh, nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lòng. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng giang hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình đã không tỏ lòng với lại sự thật. Nhưng mà cái nhất nhất cái tin nhầm đó. Sợ nhất là mình tin vào một người mà đáng sợ với sợ lưng nữa. Vậy lại không yên, lẻ loi bàn thanh xã rời, lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương đôi phương vương trên mùa đông ơi. Ngoài kia người tôi yêu lẽ màu, xin hãy cùng mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên đường cầm tay và sưởi ấm đôi vai em, nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lắm. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng diễn hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối, sợ nhất là mình bị không tự lập lại sự thật. Nhưng mà cứng nhất nhất phải tin vào nó. Sợ nhất là mình tin vào một người mà người đó lúc mình biết đáng sợ với sau lưng họ. Vậy thương lại không yên, lẻ loi bàn canh xa xưa lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây để nhớ thương ôi vương trên môi mắt anh mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẽ lòng xin hãy quên mình đừng để mưa mãi rơi lối ấy muốn đến bên người cùng tay và sưởi ấm đôi vai anh nhưng người vẫn mưa mãi rồi lạc mất lắm. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay tôi rất thất vọng. Không phải vì anh là một thằng giang hồ.